Tiếp tục qua việc anh chị ơi. Căn nhà phân khúc bình dân nhưng mà công năng thì tuyệt vời đó. Ngoài cái vấn đề mà có sân ô tô ra thì em sẽ mang tới anh chị mình 4 phòng ngủ, phòng thờ riêng. Và điều đặc biệt là có phòng ngủ dưới đấy, và có một cái khoảng không gian sinh hoạt chung ở trên lầu 1 rất rộng luôn. Đấy. Thì căn nhà này báo cáo với anh chị mình là phân khúc bình dân nhưng mà về công năng thì tuyệt vời ha. Đấy, anh chị nghĩ sao một căn nhà lên tới 4 cái phòng ngủ lại còn có phòng ngủ dưới nha. Đấy. Nhà đang trong quá trình hoàn thiện được khoảng 99% rồi, gần xong hết rồi. Nói chung chỉ có một cái công đoạn nhỏ tí nữa thôi anh chị nha. Nhà xây mới luôn. Và đây là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Để dễ hình dung thì Vincom Di An, ngã tư 550 anh chị nha. Vincom và ngã tư 550 của thành phố Di An là chính xác 2 km. Chính xác anh chị nha, đúng 2 km thôi. Đấy, một vị trí mà đúng cũng là được gọi là gần Vincom, gần với ngã tư 550, để cho anh chị nào đang mong muốn tìm một căn nhà với công năng sân ô tô, phòng ngủ dưới, và điều đặc biệt là tài chính là chỉ có 3 tỷ 250 triệu, còn bớt còn thương lượng, giá mua bán chắc chắn sẽ còn dưới giá này. Đấy, sổ hồng riêng, sang tên và hỗ trợ ngân hàng cứ phải gọi là thoải mái cho anh chị mình nhá. Muốn vay bao nhiêu cũng được, miễn là ngân hàng cứ cho anh chị vay thì anh chị cứ vay thoải mái. Đấy, thì bên em cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị mình luôn. Đường trước nhà, đường rải nhựa luôn chứ, đường ô tô, đường lớn ngay phía trước. Đó, quý anh chị đường lớn đâu, đường lớn, đường DT743 ngay đó nha. Đấy. Đường DT743 mà anh chị chạy thẳng về Vincom, Di An, ngã tư 550, đúng 2 km ha. Trên này mà để dễ hình dung hơn là nó ngay ngã ba mũi tàu đó quý anh chị ha, ngay ngã ba mũi tàu đó. Đấy. Thì anh chị mà đi dưới Vincom lên lên đây là 2 cây. Nếu về Thủ Đức nha, về Thủ Đức và chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nha quý anh chị nha. Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nha là tầm khoảng 6 cây rưỡi gì thôi, khoảng đấy thôi. Nó rất là gần nha. Chỗ Vincom mà về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khoảng 4 cây. Thì từ đây xuống Vincom khoảng 2 cây nữa là 6 cây. Tầm đấy, khoảng 6 cây. Rồi thì mình cứ tính là cho nó đi khoảng 10 phút đi anh chị ha, 10 15 phút gì đó, nói chung là tùy. Nói chung nhà này là gần Thủ Đức rồi, giá này là rẻ rồi anh chị, nhà mới mà. Sổ riêng, sổ sắn nha. 72 m và thổ cư hết, ngang 4 và dài 18. Về phong thủy thì nhà hướng Tây Bắc. Nếu mà anh chị nào mà cung Tây tứ trạch là hợp nha. Còn không quan trọng hướng thì thôi anh chị ơi. Và mình đi vào chi tiết đi, sân ô tô đây anh chị. Đấy, sân ô tô nhá. Chỗ đây mình để ô tô. Bây giờ mà tìm một căn nhà gần Vincom mà với điều kiện là nhà mới mà có phòng ngủ dưới, có sân ô tô, đấy. 3 tỷ 250 triệu vẫn còn bớt, mua bán chắc chắn sẽ còn dưới giá này. Thì bây giờ căn này là rẻ đó quý chị ha. Vừa mới xây xong. Anh chị nào thấy phù hợp vị trí, thấy phù hợp tài chính, thấy phù hợp công năng thì anh chị bớt chút thời gian đi xem anh chị nhá. Mình đi xem, mình nghiên cứu. Đấy. Phía trước sẽ có sân cho anh chị mình để ô tô nhé, xe máy tha hồ để quý chị ơi. Một căn nhà xây mới đang ghi hình trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản cho anh chị mình tham khảo. Nhớ đăng ký kênh xem nhiều video hơn anh chị ơi. Ngày nào em Hải cũng sẽ luôn luôn sẽ sẵn sàng ghi hình quay phim để cho anh chị tham khảo nhé. Ngày nào em cũng sẽ đi quay. Bước vào phòng khách nhà mình sẽ có 2 lớp cửa, một lớp cửa nhôm kính sinh pha ở đây. Đây là vào phòng khách thì cửa sinh pha, còn cửa phía ngoài đây là cửa cuốn đó quý chị, là gọi tổng là 2 lớp nha, 2 lớp cửa nha. Đó. Nhà mới anh chị, ngang 4 dài 18, 72 m. Đấy, giống như em nói nha, căn này hỗ trợ ngân hàng cứ gọi là thoải mái cho anh chị mình nếu mình muốn vay ngân hàng nhá. Bên em sẽ hỗ trợ thoải mái cho anh chị mình luôn. Anh chị đi xem căn nhà này có thể hẹn em ở Vincom cũng được nha, ngã tư 550 đều được nha, hoặc ngã ba mũi tàu đều được nha. Rất đẹp luôn anh chị. Ở chỗ đây là cầu thang xíu mình lên lầu, nhà mình có phòng ngủ dưới. Cái phòng ngủ dưới mình làm kho làm phòng ngủ dưới cũng khá là hợp lý anh chị nhá. Nói chung công năng thì nó là vậy. Đây, bếp ăn mình đây và phòng ngủ dưới bên đây này. Chỗ nhà vệ sinh này là một bên là nhà vệ sinh, một bên phòng ngủ dưới nhá. Quay nhà vệ sinh trước đi anh chị. Gạch thì được dán lên tới trần luôn rồi đó. Đấy. Rồi phòng ngủ dưới đây. Cái phòng ngủ dưới này thì em thấy là cũng nhỏ đó quý chị ha. Đấy. Nhưng mà mình làm kho cũng được, còn không mình để đồ các cái vật dụng mà không xài tới á để vào đây cho nó tiện nghi gọn gàng căn nhà ra ha quý chị nhá. Đấy. Thì em thấy nhỏ đó, có sao em nói vậy quý chị nhá. Thì tại vì nhà mình cũng số lượng phòng nó nhiều mà, nhiều phòng ngủ mà quý chị ha. Rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh để theo dõi video hàng ngày. Anh chị cứ nhớ đón xem video hàng ngày 6:30 sáng và 6:30 tối. Đấy. Là ngày nào em cũng có video, không có ngày nào mà không có anh chị nha. 360 ngày một năm là ngày nào cũng có. Anh chị cứ để ý kênh của em là biết nha. Đấy. Ở video trên kênh thì đã quay được hơn 3.000 video rồi, mà tất cả đều là sổ hồng riêng. Đấy. Anh chị cứ xem video của em Hải mấy năm gần đây anh chị sẽ biết.
Rồi trên lầu này anh chị, trên lầu sẽ mang tới anh chị ba cái phòng ngủ, một chỗ này để giặt phơi đồ và để trống ở giữa cầu thang. Đó, chỗ đó để mình để máy giặt phơi đồ đó quý vị. Đây, người ta kết hợp cái chỗ này nên nó rộng hơn quý vị. Đó. Thì chỗ này là mình để mình giặt phơi đồ anh chị nhá. Rồi, phòng ngủ thì em sẽ quay thêm cho anh chị mình ba cái phòng ngủ ở trên lầu nữa thì lần lượt đó quý vị. Đây. À, phòng ngủ này cũng khá là được đó quý vị nha. Rồi, nhà vệ sinh ở cuối và bên đây cũng sẽ có một cái phòng ngủ nữa. Đây này, cái phòng ngủ này thì nó nhỏ như cái phòng ngủ ở phía dưới đó quý vị ha. Để cho các bé được á, khu vực học tập cũng được, không thì mình để đồ nhá. Tại vì có tới 4 cái phòng ngủ mà, ngủ gì hết tới 4 cái, đúng không? Ngủ tầm 3 cái là dữ lắm rồi. 2 3 cái. Nhà vệ sinh đây ạ. Đây là nhà vệ sinh. Giờ về căn này thì được cái là cái số lượng phòng ngủ nó nhiều. Rồi trước đây phòng thờ riêng và phòng ngủ trước đây nữa anh chị này. Đây nhá, chỗ này là cái phòng ngủ nhá, phòng thờ ở phía trước nhá. 3 tỷ 250 triệu anh chị nhá. Bớt nhá, có bớt nhá, có thương lượng nhá. Mua bán là chắc chắn sẽ còn dưới giá này nhá. Phòng ngủ này cũng to này. Nên là anh chị mà quan trọng là phù hợp hay không. Nhưng mà trước khi phù hợp hay không thì mình phải đi xem anh chị nhé. Mình đi xem thực tế đi. Được thì mình mua anh chị ơi. Được thì mình mua. Đấy, mình được thì mình xuống tiền mình mua nhá. Đấy, giá thì còn bớt còn thương lượng, hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình luôn đấy. Rồi, rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video hơn. Rất cảm ơn anh chị đã xem hết video nhé. Em xin chào.